Xin chào tất cả các anh em đang xem video. Thì hôm nay shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn sẽ lại giới thiệu lại đến anh em cái mẫu Hồng Khung phiên bản 2020 hoàn toàn mới này cho anh em. Có nhu cầu mua thì mình cứ alo trực tiếp đến shop ha, shop sẽ giao hàng toàn quốc cho anh em bằng đường bưu điện. Thì trước mắt anh em đang là cái bộ Hồng Khung của phiên bản 2020 này. Bản 2020. Thép này là thép AC ha. Đó, có mài nhọn ở đầu cho anh em. Đó, một bộ như thế này là nó có 10 khung. Một bộ như thế này là có 10 khung. Mỗi khung là có 5 vòng tròn, 1 2 3 4 5. Thì khi anh em mua hàng thì chúng tôi sẽ khuyến mãi theo cho anh em là 5 dây dự phòng. Đó, trong trường hợp có hư hại gì đó thì anh em sẽ thay vào. Đó, thì hồng này được quấn bằng dây đồng. Đó, rất là chắc chắn, có tay sách ha. Ván gỗ. Loại gỗ này thường được chọn là những cái loại gỗ nhẹ. Đó, để cho anh em xách đi cho nó thoải mái, chứ còn tấm gỗ nặng quá thì nó chỉ mang tính chất hành xác của mình thôi chứ còn không có thêm ý nghĩa gì được. Đó. Thì shop đã có thiết kế thêm dây mang cho anh em. Đó. Cái này là dây mang cho anh em mang lên dây nha, rất là tiện dụng. Đó. Thì một bộ như thế này thì được thợ làm rất là tỉ mỉ. Nó làm là cước xe 4 nha anh em. Đó, anh em thấy rất là chắc chắn, rất là khó tuột nha. Chúng ta đối với cái bộ hồng này anh em nhìn gió thổi rất là khó tuột. Đó, do nó có cái thiết kế là cái cọng dây này nó có cái khuyên đồng á, nó rất là khó tuột. Đó, rất là khó tuột, khuyên đồng nha. Cước xe 4, cước xe 4. Màu như thế này, màu như anh em xem trên hình nha. Đó. Rất là khó tuột, anh em thấy chúng ta lắc như thế này nó còn không tuột được. Đó, thì khi mà chúng ta đánh gặp trời gió thì không sợ cái trường hợp là nó bị tuột khi mà chưa có chim. Đó. Khung này là khung thép rất là chắc chắn nha. Đó, khi anh em đánh thì chúng ta cầm xuống như thế này. Đó. Cầm làm sao? Thí dụ như quắt thì vừa cái đầu của nó như thế này là ok. Còn bìm bẹp á thì chúng ta phải cắm thấp hơn, bởi vì chiều cao của con bìm bẹp á là nó thấp hơn con quắt, cho nên là chúng ta phải cắm thấp hơn tí nữa. Còn chồng đèn thì thấp hơn tí nữa. Đó, khung này là khung bằng thép rồi, cho nên là anh em cứ an tâm là không sợ nó cong quẹo nếu mà gặp đất cứng nha. Đó. Đó, cái thòng mà nó có cái khung, có cái khuyên đồng này thì khi mà nó xúc ra như thế này á, khi mà nó xúc ra như thế này á thì anh em là xỏ lại rất là nhanh gọn, xỏ lại rất là nhanh gọn, bởi vì nó không có bị thêm cái triệu chứng là bị cóc khi mà nó xúc ra. Đó, anh em thấy nó trở lại vị trí ngay ban đầu. Đó. Thì thòng á, đối với cách bảo dưỡng thòng rất là đơn giản, thì anh em sau khi đi bẫy về á, hoặc bẫy một thời gian này, chúng ta bỏ vào khung dưỡng, bỏ vào khung dưỡng, chúng ta căng tròn hết thòng ra. Đó, chúng ta bỏ vào cái khung dưỡng này, chúng ta căng thòng cho tròn ra hết, sau đó chúng ta phơi nắng nha, phơi nắng. Anh em đem phơi nắng trưa, phơi nắng gắt để cho cái thòng nó cố định lại, lấy lại cái hình dạng ban đầu. Đó, đó là trường hợp chúng ta đánh lâu năm thì chúng ta sẽ căng thòng lại như thế. Rồi anh em nào có nhu cầu mua thì cứ alo trực tiếp cho shop nha. Nó một bộ như thế này là 10 khung. Đó, nó có 10 cái khung thép. Sản phẩm này gọi là thòng khung đa năng, vừa có thể đánh quắt, vừa có thể đánh bìm bẹp, vừa có thể đánh tròn. Đó, đánh tất cả các loại chim, đánh đa đa. Đó, nói chung là con gì mà cứ căng cái đầu vào đây được là dính hết ha. Đó, tròn tất cả các loại. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các anh em trong cái video clip kế tiếp. Thì shop là có bán thêm là bìm bẹp nhồi keo nè, hàng rất là đẹp anh em thấy. Hàng rất là đẹp luôn. Đó. Bìm bẹp nhồi keo. Đó, những cái sản phẩm những cái thời đại bây giờ thì là đều là nhồi keo hết anh em. Nhồi keo có nghĩa là bơm keo vô trong bụng đó. Còn hồi xưa thì cái công nghệ nó lạc hậu hơn, cách đây vài năm thì công nghệ lạc hậu hơn thì giá tiền nó cũng lạc hậu hơn, có nghĩa là sẽ nhét bông gòn vô trong ruột thì cái sản phẩm đó là không còn nữa. Còn bây giờ là nhồi keo, anh em thấy keo nè, keo nó trào ra nè, này là keo ở trong bụng. Rồi, quắt cúm núm là lo điều khiển từ xa để bẫy quắt, bẫy mềm bẹp, bẫy tròn, tắc thằng tặc đều có hết ở chỗ shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn, liều ngụy trang
Nói chung là rất là nhiều món hàng. Chúng ta có thể tham khảo bằng cách tìm đến kênh Phụ Kiện Đi Rừng Thanh Tấn trên YouTube hoặc là Facebook đó, với cái tựa đề là Phụ Kiện Đi Rừng Thanh Tấn, và ngắn gọn nhất là số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình đó, có Zalo, Facebook, anh em cứ liên hệ vào những cái vị địa chỉ đó ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em, chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ.